một trái tim lớn vừa ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận sâu sắc của Đảng, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn thể hiện rõ phẩm chất cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người luôn kiên định quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn xúc động khi nhắc đến tấm gương đạo đức và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói, nhà văn Nguyễn Đình Thi có viết một câu, trên ngực áo này không một tấm huân chương, nhưng dưới làn áo mỏng này có một trái tim sâu sắc lắm. Còn nhà thơ Tố Hữu thì đã có rất nhiều bài viết về Bác Hồ mà tôi rất thích cái câu, mong manh áo vải hồn muôn trượng, hơn tượng đồng phơi những lối mòn. Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, tất cả vì sự nghiệp chung, đấy mới là người cộng sản chân chính. Và ngày hôm nay, trái tim của người cộng sản chân chính Nguyễn Phú Trọng đã ngừng đập. Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sinh ra và lớn lên tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội, một làng quê thanh bình với những người nông dân hiền hậu và phong trào hiếu học truyền thống. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng là con út trong một gia đình thuần nông đông anh em. Đồng chí được bạn học nhớ đến với dáng người nhỏ bé, đôi mắt sáng lạ thường, đặc biệt ngoan hiền và rất chăm chỉ học tập. Đồng chí học giỏi môn văn và được các thầy cô khen là điềm đạm, hiền lành, được bạn bè quý mến, thầy giáo Đoàn Thanh, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Gia Thiều hồi tưởng. Quả thực từ ngày đó, tôi đã có ấn tượng rất đặc biệt với trò trọng. Tôi còn nhớ rất rõ, do nhà nghèo lại ở xa, nên Trọng phải trọ học trong một ngôi chùa gần trường. Đã có nhiều thầy cô giáo nói với tôi về tư chất, năng lực lãnh đạo đoàn thể của cậu trò này. Trước đó, khi trò chuyện với cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, khi học cấp 2, địa phương không có trường học, ông phải đi bộ một mình quãng đường xa, trời rét, đi đất để sang học nhờ ở huyện Gia Lâm. Sinh ra vào lúc đất nước khó khăn, nhà lại nghèo, thành phần bần cố nông năm 1946 khi toàn quốc kháng chiến. Ông và chị gái được mẹ gánh trong thúng, đi bộ từ Đông Anh lên Thái Nguyên để tản cư. Năm 1950, lúc 6 tuổi, ông hồi cư trở về quê và bắt đầu được đi học với ông giáo làng. Khi lên lớp 4, cả hai xã Đông Hội và Mai Lâm mới có một lớp do cô giáo Đặng Thị Phúc giảng dạy khi lên lớp năm do quê nhà không có trường nên ông phải sang học nhờ ở huyện gia lâm hàng ngày ông phải đi quãng đường dài đến trường trong đó có những bãi tha ma và vượt qua sông đuống nhà không có đồng hồ không biết mấy giờ nên lúc đó ông phải dậy rất sớm đi bộ ra ngồi bờ sông chờ đò khi qua sông đuống rồi cậu học trò phải đi bộ qua gia lâm gia thượng ngọc lâm rồi đến trường chờ đến sáng vào học. khi lớn lên, ông cũng như các bạn viết thư tình nguyện vào nam chiến đấu nhưng không được chấp nhận với lời giải thích. có người phải đi chiến đấu nhưng cũng phải có người ở lại để học để khi thắng lợi có xây dựng đất nước. ông tiếp tục việc học, đi thi học sinh giỏi văn toàn quốc và được tuyển thẳng vào đại học tổng hợp khoa văn. học xong về tạp chí cộng sản công tác từ năm 1967. thời ấy Khoa ngữ văn có tới 130 sinh viên với nhiều thành phần, độ tuổi khác nhau nhưng đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã được tin tưởng giữ trọng trách bí thư chi đoàn lớp. Năm thứ tư đại học, khi đi thực tế về làm luận văn tốt nghiệp, đồng chí Nguyễn Phú Trọng tham gia đội thanh niên sung phong ở Lạng Sơn. Ngoài những giờ học hàng ngày, đồng chí còn đi làm đường, quốc đất, buổi tối sinh hoạt tập thể. Đàn hát vui vẻ nên anh chị em thanh niên sung phong ai cũng mến. Cuối khóa học, đồng chí đạt tốt nghiệp thủ khoa với luận văn được xếp loại xuất sắc Nhà giáo ưu tú, tiến sĩ Trịnh Hồ Khoa, bạn cùng lớp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận xét. Anh Trọng từ khi còn theo học đã bộc lộ những tố chất của người có khả năng làm lãnh đạo, không chỉ học giỏi mà anh Trọng còn rất năng nổ, nhiệt tình trong mọi công tác tập thể. Bình thường, anh Trọng rất điềm đạm và kiệm lời, nhưng mỗi khi đưa ra ý kiến về vấn đề gì đó lại cực kỳ sắc sảo. Sau này, khi đảm nhận những chức vụ lãnh đạo quan trọng của đất nước, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ vẹn nguyên đức tính giản dị và khiêm nhường. Với cương vị đảm nhiệm ba chức vụ cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội, nhưng đồng chí vẫn sử dụng một chiếc xe công vụ trong hơn 20 năm. Nhiều người cũng phải bất ngờ khi thấy phòng làm việc của Tổng bí thư thật sự đơn sơ, giản dị đến mức không thể giản dị hơn. Trên tường có treo ảnh bác Hồ và trong phòng làm việc chỉ có sách và sách. Mỗi lần họp với khoa ngữ văn khóa 8 và đầu xuân, nếu không bận công việc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đều tham dự. Lần nào bận họp, đến muộn, đồng chí cũng báo trước để mọi người không phải chờ. Khi đã giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội, đồng chí vẫn lặng lẽ chờ người chở mình đi xe máy về trường cũ trong sự ngỡ ngàng của thầy cô và bạn bè. Bận trăm công, nghìn việc, nhưng khi Tết đến xuân về, Tổng bí thư vẫn dành thời gian viết thư tay chúc sức khỏe cô giáo dạy mình thời niên thiếu. Suốt quá trình công tác, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn được nhắc đến là nhà lãnh đạo liêm khiết, trong sạch, không hề trục lợi từ chức danh của mình mà dồn hết tâm huyết và trách nhiệm với dân, với nước, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ vai trò cao nhất của Đảng vào năm 2011, đất nước ta đã có nhiều chuyển biến cả về kinh tế, xã hội, trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động. Trong đó, người đứng đầu Đảng ta dành nhiều tâm sức cho công cuộc phòng chống tham nhũng bước ngoặt trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng ở nước ta chính là việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng Bí thư làm trưởng ban vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Đến năm 2021, Ban chỉ đạo đổi tên thành Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo tổng bí thư không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế mà quan trọng hơn là phải phòng chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị đạo đức lối sống sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống thì mới dẫn đến tham nhũng đây mới là cái gốc cái cơ bản cần phải chống cái lợi ích kinh tế nó thường gắn liền với quyền lợi chính trị chức quyền và sự hư hỏng về đạo đức lối sống ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước bộ chính trị ban bí thư trong việc chỉ đạo phối hợp kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trên phạm vi cả nước chỉ đạo phối hợp các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử đối với các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng phức tạp hoặc dư luận xã hội đặc biệt quan tâm Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy. Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng vào tháng 7 năm 2017 mang đến hình ảnh rõ ràng nhất cho sự quyết tâm diệt giặc nội xâm của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục diễn ra kiên quyết, không ngừng, không nghỉ. Trong đó, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra các vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, đặc biệt nghiêm trọng phức tạp gây bức xúc trong nhân dân để đưa ra xét xử như vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB, tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Tổng Bí thư từng nhấn mạnh chưa bao giờ chúng ta xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ kể cả cán bộ cấp cao sai phạm như vừa qua đây là điều không ai mong muốn thậm chí rất đau xót rất đau lòng nhưng vì sự nghiệp chung vì sự nghiêm minh của kỷ luật đảng thượng tôn pháp luật của nhà nước sự trong sạch vững mạnh và uy tín của đảng nhà nước và ý nguyện của nhân dân chúng ta phải làm và kiên quyết làm làm quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Từ sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí Thư, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, giúp cho công tác phòng chống tham nhũng đã thật sự trở thành phong trào quần chúng, thành xu thế không thể cưỡng lại, được cán bộ, Đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao. Không chỉ kiên quyết, quyết liệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn khẳng định quan điểm nhất quán của Trung ương trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực là phải làm một cách nhân văn, bài bản và thuyết phục. Hầu hết các đối tượng bị xử lý đều đã nhận thức rõ sai phạm của mình và tâm phục khẩu phục, tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, xin lỗi Đảng, nhà nước và nhân dân, có tác dụng cảnh tỉnh cảnh báo, gian đe, giáo dục, phòng ngừa mạnh mẽ được dư luận nhân dân rất đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là tuyên ngôn mà trở thành quyết tâm chính trị và hành động thực tế. Trong một lần tiếp xúc cử tri ở quận Ba Đình, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định rõ quan điểm xử lý nghiêm cán bộ sai phạm là nhằm làm bài học gian đe chung, cảnh tỉnh để những người khác không vi phạm. Đúng như bác Hồ từng dạy là vì sự nghiệp chung không thể không làm, cắt một vài cánh sâu để cứu cả cây. Còn về ý kiến cho rằng, kỷ luật nhiều cán bộ như vậy thì lấy ai để làm việc? Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng, không lo không có cán bộ làm việc, bởi cán bộ không chỉ vi phạm pháp luật mà còn sai cả về đạo lý thì không thể không xử lý. Quan trọng là phải chọn đúng cán bộ thay thế, phải làm thật chính xác, chính chắn không được vội vàng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tiệu rất quan trọng trên các lĩnh vực, với những dấu ấn nổi bật làm cho cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta ngày càng cao, ngày càng bền vững. Là ngọn cờ lý luận của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Trong đó, cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được coi là cơ sở quan trọng cho tổng kết đường lối đổi mới của Đảng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã đề ra, người đứng đầu Đảng ta thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xác định đó là nguyên tắc cơ bản, nền tảng vững chắc của Đảng ta có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, dân tộc ta, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động. Đối với các cán bộ, đảng viên, tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh quan điểm của chủ tịch hồ chí minh về việc phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch phải thật xứng đáng là người lãnh đạo là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân và căn dặn mỗi cán bộ đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương người có chức vụ càng cao cương vị càng lớn càng phải gương mẫu trong tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống phong cách tác phong lề lối công tác để quần chúng nhân dân nói theo quan điểm sống của tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất bởi tiền bạc lắm chết có mang theo được đâu khi được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng và dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhắc lại những câu trong tác phẩm nổi tiếng thép đã tôi thế đấy của nhà văn liên xô nikolai alexeyevich Ostrovsky, cái quý giá nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống vì đời người chỉ sống có một lần phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí để khỏi hổ thẹn vì những việc làm ti tiện đớn hèn bị mọi người khinh bỉ để đến khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể tự hào rằng tất cả đời ta tất cả sức ta ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng con người mang lại hạnh phúc cho nhân dân Thép đã tôi trong lửa đỏ và nước lạnh, lúc đó thép trở nên không hề biết sợ, và lời thơ của nhà thơ Tố Hữu, còn một giây, một phút tàn hơi là còn chiến đấu quyết không thôi, với nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ngày 18 tháng 7 năm 2024 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Bộ Chính trị trao huân chương sao vàng, huân chương cao quý nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng ta sẽ nhớ mãi về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng như một nhà lãnh đạo cấp cao có tầm tư duy chiến lược, luôn chăn trở, lo toan cho dân, cho nước, nhưng cũng giản dị, gần gũi và giàu lòng nhân ái. Đồng chí xứng đáng là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tổng chỉ huy trong cuộc chiến chống giặc nội xâm nhà lãnh đạo của nhân dân được mọi tầng lớp nhân dân chân quý những di sản của tổng bí thư nguyễn phú trọng sẽ còn mãi với thời gian còn mãi trong trái tim đồng bào tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo kế tục coi là kim chỉ nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước việt nam phồn vinh giàu đẹp